Vâng, em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Và mới nhất của ngày hôm nay, bên em lại về một chiếc mẫu xe là Fortune Seat 2009. Vâng, xe 16 chỗ. Vâng, một chiếc giá này, chiếc xe này thì em nói thật với các bác là xe rất là mọng, xe rất là đẹp. Đấy, đây, vừa mới về luôn thì em quay luôn cho anh chị này. Vâng, mẫu xe này thì em chào bán mức giá rất hợp lý cho anh chị này. Xe em đang chào bán mức giá là 170 triệu nhá. Xe rất là đẹp luôn. Anh chị mua về chạy khách hay là chạy du lịch đều được hết anh chị nhá. Mẫu xe này phải nói là rất là đẹp. Xe không có chạy tuyến hay là làm gì cả, xe chạy du lịch từ đầu luôn anh chị nhá. Xe rất là đẹp, chuẩn chỉ luôn này. Em quay qua đây, mai em dẹp xong em quay kỹ lại cho anh chị này. Đấy, xe rất là đẹp này. Tất cả mọi thứ chức năng trên xe rất là ok, trần vẫn là trần nỉ rất là đẹp luôn này, trần nỉ này anh chị nhìn chưa? Đấy, ghế thì rất là ok luôn, ghế mới này. Đấy, cái bọc mới nhìn rất là đẹp, rất là chuẩn chỉ. Ngày mai em sẽ cho dọn dẹp và đánh bóng lên và chỗ nào xuất sát em sẽ cho sơn ạ. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp, đã có cửa điện đầy đủ hết rồi này anh chị này. Đấy, cửa điện đầy đủ hết rồi nhá. Và em quay sơ sơ đây thôi để anh chị biết qua về mẫu xe này. Vâng, một mẫu xe phải nói rất là đẹp, rất là chuẩn chỉ anh chị nhé. Anh chị nhìn này, đường tất cả đường của nó rất là thẳng luôn này, khe hở thứ rất là đều. Đấy, gân guốc tất cả thứ mọi thứ này rất là đẹp nhá. Đấy là một mẫu xe rất là ok, rất là chuẩn chỉ luôn. Và kính của nó đây ạ, kính này vẫn còn kính zin 2009 này. Đấy, chị thấy chưa, xe rất là đẹp, rất là chuẩn chỉ. Và đây nữa ạ, và một mẫu xe tải van 2009 và cũng là 175 triệu anh chị nhé. Đấy, xe rất là đẹp, chuẩn chỉ này. Đấy, bộ tem lên, bộ tem cũng rất là ok, rất là đẹp luôn. Đấy, thật với anh chị là như vậy. Đấy, xe phải nói là rất là chuẩn, rất là đẹp. Và đây là chiếc mẹt MB140. Vâng, chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là có 48 triệu thôi anh chị nhá. 48 triệu, quá rẻ luôn anh chị ạ. Vâng, quá là rẻ, quá hợp lý. Và đây nữa là một mẫu xe mẹt MB140 đời 2004. Vâng, em đang chào bán mức giá là 55 triệu. Vâng, 55 triệu thôi anh chị nhá. Hai mẫu xe phải nói cũng khá là ok, khá là hợp lý ạ. Vâng, đây và đây nữa ạ. Và ngày mai bên em lại có một mẫu xe Fortune Seat đời 2016 chạy có hơn 10 vạn chút thôi. Và 2017 ạ, mới hơn chục vạn chút. Thì là chiếc xe đấy em sẽ bán cho các bác giá cực kỳ hợp lý, chỉ có hơn 300 triệu nhá. Thì anh chị có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, mấy ngày hôm nay bọn em bán liên tục, không kịp về, cứ về đến đâu là bọn em bán đến đấy. Là những cái dòng xe Fortune Seat này các bác phải đặt hàng thứ nhà lúc bọn em mới lần được xe đẹp, xe gọi là người ta gọi là xe thửa ấy, xe rất là đẹp luôn. Và ngày hôm nay bọn em chốt được 4 xe luôn. Nên là anh chị có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào thì cứ liên hệ ngay để sử dụng mẫu xe đấy. Và số điện thoại của em đây là 0943 622 621. Các bác muốn bán xe hoặc là mua xe cứ liên hệ theo số đấy của em nhé. Vâng, em xin chào toàn thể quý vị và anh chị ạ.